Dự báo thời tiết đêm 23 tháng 10 ngày 24 tháng 10, phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi dưới 15 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ.